Rồi mọi người ơi, chuẩn bị đi ngủ rồi thấy cái mùng nó rất to tà bá lửa. Chưa ai review cái khâu giáp mùng, bây giờ thì mình sẽ review. Hello, xin chào mọi người. Tối rồi chuẩn bị đi ngủ rồi thấy cái mình nó rách nè, thấy chưa bự không? Bây giờ mình còn giá, chưa ai review quay mà giá mùng, bây giờ thì mình sẽ thực hiện điều này nhé. Mời mọi người theo dõi. Ở đây có một cây kim và xỏ một cái sợi chỉ, nó thiệt là dài, không biết như đây đủ chưa, nhưng mà kệ, thì mình cứ làm đi, tới đâu hay tới đó. Bây giờ mọi người theo dõi nha, theo dõi bà Quyên giá mùng nha. Nếu như mọi người có thích cái cảnh giá mùng này á, thì tặng cho bà Quyên một đăng ký và tiếp tục theo dõi kênh nhé. Đâu trời, không nha, không có cái này đâu. Không có dính cái đầu con chẳng đâu, con lo. Con sợ con nổi tiếng chiếm hết spotlight của dì Hiền. Đâu có sao. Xong thế... rồi kiểu không, con sợ con chiếm hết spotlight của dì Hiền thôi. Thì ra có tiếng của em Tâm lòng vô. Nè mọi người thấy không? Yeah. Mở màn. Đóng màn lại. Cái này là mở màn nhung và là màn nhung đã khép. Mở màn nhung và màn nhung đã khép. Thiệt, thiệt sự chứ, hồi đó giờ chưa thấy ai review giá mùng á. Tại vì ở thành phố á, đâu có ai ngủ mùng đâu. Nhưng về đây á, mình mới thấy có cái mùng. Một như có cái nhà phòng khách, tiền mua cái tivi 6 kia. Nghe tiếng bà. Đẹp không? Đây nè, cái mũi kim nè quắn, tại vì cái mùng nó có nhiều cái lỗ thưa, cái mình quắn lại như vậy nè để cho nó dính lại. Mà ở nhà không có đem cái bàn máy về cho nên để gì mình làm luôn đó. Đây cái mùng rất là đẹp, rất là nhiều đường giá, đẹp ơi là đẹp. Và đường giá của mình đang làm đây. Đẹp chưa? Quá đẹp, quá đẹp. Nó giống như cái đường dít dắt. Chị Gia tiếp tục làm nó nha. Mọi người nhìn cái mũi kim của Huyền nè. Đưa vô xoắn. 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 Xong rồi nè mọi người. Giờ được cái miệng vô cắn. Ở đây không có kéo, không có dao. Răng quá là chắc luôn. Rồi tiếp tục lỗ thứ hai nha. Quay là đẹp ấy. Quay người ta coi cái tay mình chút xíu thôi được. Quay người đẹp giá mùng đi. Em đắp tới anh. Thôi để lâu này cũng được. Mình đã kết thúc xong công công việc giá mùng của mình. Tiền đã giá xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình được đi ngủ rồi. Đó. Oh my god. Đâu sao what the world? Kiểu nói không trời ơi. Trời ơi trời. Gì vậy trời? Rồi thằng toan luôn rồi mọi người ơi.